Mến chào cô chú, anh chị quý nhà đầu tư. Chào mừng cô chú anh chị đến với kênh YouTube Quỳnh Thọ Bất Động Sản, nơi chia sẻ video bán nhà đất thực tế cùng với những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu cô chú anh chị quý nhà đầu tư có nhà hoặc đất cần bán, xin hãy liên hệ vào số điện thoại hoặc là Zalo hoặc là WhatsApp 0828 367 167. Trước khi xem video, cô chú anh chị quý nhà đầu tư đừng quên bấm nút like cũng như đăng ký miễn phí để cập nhật video bán nhà đất mới nhất nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với video ngày hôm nay. Video có mã số là 982 nha cô chú chị. Thì đây là một cái lô đất, một cái căn nhà vườn, một cái căn nhà tiền chế kết hợp ao cá nha cô chú chị. Thì diện tích là 4.020 m² nha. Trên đất sở hữu một cái căn nhà tiền chế có trồng một số cây dừa và có 4 ao cá nha cô chú chị. Múc ao hẳn hồi hết rồi, nguyên cái khuôn viên á có các trụ móc giáp ranh hẳn hồi hết rồi nha cô chú chị. Thì phía trước lô đất thì có đường thoát nước công cộng nha, đường thoát nước này nó tầm khoảng 2 m² nha cô chú chị. Thì lô đất này hiện tại thì đường xe máy ba gác thì nói chung là xe hơi nhỏ nhỏ gọn gọn có thể vào được nha. Thì cái mặt lộ em có đo hào thử thì nó tầm khoảng chỗ hẹp nhất là 2 m² nha cô chú chị. Thì có nền hẳn hồi rồi nha. Thì trước kia cái vị trí này á là chủ nhà nuôi cá nha cô chú chị, nuôi 4 ao cá luôn. Có các xử lý nước đồ nè, đầy đủ hết nha. Thì nguyên cái xung quanh khu vực này á thì cũng có dân cư nha. Nói chung là lô đất này giáp ranh á là một cái cánh đồng lúa xanh bát ngát luôn nha cô chú chị. Nói chung là ai mà chán Sài Gòn ha, chán nơi đông đúc mà tìm nơi yên tĩnh để về mình chơi nghỉ dưỡng là chọn ngay sản phẩm này thì ok nha. Diện tích là 4.020 m², ngang là được 31 m² nha cô chú chị. Chạy thẳng dài vô là 128 m² nha. Có hướng phong thủy là hướng chánh bắc nha cô chú chị. Thì có xây mấy cái hồ xử lý này, chắc xử lý nước nè cô chú chị. Bên dưới là một cái ao đầu tiên. Thì trên cái bờ ranh á thì chủ nhà có trồng một số dừa nha. Các trụ móc giáp ranh đều có hẳn hồi rồi. Nguyên cái khuôn viên nói chung là tròn vo luôn, là 4 ao nha. Một tí nữa em sẽ cho cô chú anh chị xem sổ nè, em sẽ kiểm tra quy hoạch cái thửa đất này nha. Thì lô đất này tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha cô chú chị. Thì vị trí lô đất ra lộ Đan cách khoảng 500 m nha. Cách lộ DT833 là khoảng 3,5 km nha cô chú chị. Đây là khoảng cách em báo chính xác nha cô chú chị. Thì cách trường học thì có trường cấp 1 nè, cấp 2 tầm khoảng 3,6 km. Chợ thì có chợ Mỹ Thạnh tầm khoảng 3,9 km nha. Chợ Bà Mía tầm khoảng 8 km nha. Em báo khoảng cách rất là chính xác luôn nha cô chú chị. Trung tâm Thủ Thừa, chợ Thủ Thừa là 11 km, dòng xoay phường 5 là 14 km nha. Bến Lức về tầm khoảng 25 km nha cô chú chị. Bình Chánh về tầm khoảng 36 km nha. Đường em xin nhắc lại nha, xe máy ba gác, xe hơi nhẹ nhẹ gọn gọn có thể vào được nha. Em đo cái lộ, mặt lộ chỗ hẹp nhất tầm 2 m, 2 m² nha cô chú chị. Xung quanh đây cô chú chị nhìn ha, mé bên tay trái đều có trụ hết ha. Thì cái hàng trụ mé trên á là chủ nhà tính làm rào, mé dưới cái trụ ranh lộ giống như hai giáp ranh hai bên á nằm bên dưới nha cô chú chị. Đều có điện, nói chung là điện nước là đầy đủ nha cô chú chị. Có điện kéo vô sẵn hết luôn. Ao cá. Nói chung thì ai mà yêu thích cái mô hình nhà vườn mà vườn ao chuồng á để nuôi cá rồi hay nuôi gà, nuôi vịt hay là chăn nuôi thì chọn ngay sản phẩm này ok. Tại ao thì có sẵn hết rồi. Thì nuôi cá thì phải có đòi hỏi kỹ thuật, nói chung chăn nuôi bất cứ cái gì phải có kinh nghiệm kỹ thuật trong này ha cô chú anh chị. Thì lên ao sẵn hết rồi. Nếu mà cái miếng này mà cô chú anh chị mà múc ao được 4 ao như thế này á, em nghĩ chắc cũng không dưới 70-80 triệu đâu nha. Thì còn hệ thống đi ống nước rồi nước xử lý nước, ôi rất là nhiều thứ trong đây ha.
Thì em thấy nói chung là đây là một cái mô hình cũng rất là tâm huyết á, nhưng bây giờ chủ nhà bán nha cô chị. Thì dành cho cô chú chị quý nhà đầu tư nào xem video cảm thấy ok hợp nhãn và cảm thấy đúng cái duyên của mình á thì cứ đi xem đất thực tế nha. Thì mỗi ao á thì chủ nhà đều có để cái hệ thống thoát nước hết nha cô chú chị. Rồi chính giữa có mấy cái chòi nữa. Đây là cái ống thoát nước nè. Bốn ao nha cô chú chị. Vị trí thì nói chung là Sài Gòn về cũng rất gần, thì tầm khoảng 44 km nha. Em lấy mốc giáp ranh là Nguyễn Linh nha cô chú chị. Còn cô chú chị ở Đức Hòa về tầm khoảng 51 km nha. Thì cứ lên Google Maps gõ với từ khóa là chợ Mỹ Thạnh hoặc là Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Cô chú chị coi xem cái vị trí khoảng cách từ nhà mình đến chợ Mỹ Thạnh hoặc là Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thạnh là bao xa, thì cô chú chị cộng thêm nha cô chú chị, thì mình cộng thêm khoảng 3 cây chính, khoảng 4 cây nữa là tới đất nha. Rồi em sẽ không để cho cô chú chị quý nhà đầu tư lại lâu, em sẽ cập nhật giá bán chính chủ lô đất này. Thì tổng diện tích là 4.020 mét vuông, thì trên đất sở hữu một cái căn nhà tiền chế và 4 ao cá nha. Thì chủ bán với giá là 1 tỷ 6 thương lượng nha cô chú chị, 1 tỷ 6 thương lượng nha. Thì em có chia ra thử thì tầm khoảng 400 ngàn cho 1 mét vuông nha, là 400 triệu cho 1.000 mét vuông á. Thì em sẽ điều chỉnh livecam lên để cho cô chú chị xem cái vị trí nè, cho cô chú chị xem cái kích thước thửa đất từ trên cao nhìn xuống như thế nào nha. Nói chung là lô đất này nó nằm xung quanh là nguyên một cái cánh đồng lúa xanh bát ngát luôn, rất là đẹp nha cô chú chị, cực kỳ yên tĩnh luôn, làm nơi cuối tuần về mình chăn nuôi. Nói chung là khu vực này mình chăn nuôi khỏi chê nha. Trên sổ thể hiện là đất lúa nha cô chú chị, đất lúa cái sản phẩm này chưa có thổ cư nha. Đây là cái kích thước thửa đất nha. Ngang là 31,6 m, chạy thẳng dài vô là một cạnh là 128,4 và hậu thửa đất vẫn là 31,6 m nha. Thửa đất rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nói chung thì hình dạng nó hơi xéo ngược về bên trái một tí do bản đồ nó như vậy rồi nha. Nên vẽ kích thước thực tế nha. Thì đường á, thì phía trước đất á, mặt thì em đo thì chỗ hẹp nhất là 2,1 m, nhưng mà đã rải đá rồi nha cô chú anh chị. Có nghĩa là mình xe hơi từ ngoài lộ đanh mé ngoài vào á, thì tầm khoảng 500 mét nha cô chú chị. Vào 500 mét nha, điện nước đầy đủ nha cô chú chị. Điện có sẵn luôn. Về cô chú chị tìm nơi yên tĩnh chăn nuôi, đào ao thả cá thì chọn ngay sản phẩm này nha. Ao cá đã có sẵn hết rồi nha cô chú chị. Thì chợ thì có chợ Mỹ Thạnh nè, gần 4 cây số nha. Chợ Bà Mía tầm khoảng 8 cây nha. Thì cô chú anh chị nếu mà ở Nguyễn Linh về thì có thể rất là nhiều đường đi nha. Mình đi theo Nguyễn Nhân Linh về Bến Lức cũng được, hoặc là cô chú anh chị đi theo theo quốc lộ 1A rồi mình cũng về dòng xây phường 5 Tượng Đài Liệt Sĩ thành phố Tân An cũng được, về trung tâm Thủ Thừa cũng được. Rồi mình tẻ ra hướng về cầu Dầm Thủ, mình coi trên Google Maps chợ Mỹ Thạnh hoặc là Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thạnh ở đâu thì mình chạy tới đó nha. Từ đó mình về tới đất khoảng 4 cây số nữa nha cô chú chị. Còn đây là cái kích thước em vẽ lại nha. Đây là một cái góc nhìn từ bên hông nhìn qua nha, 31,6 m và một cạnh là 128,4 m nha cô chú chị. Đất này thì không hề dính quy hoạch gì hết nha. Đất này hiện tại là đang quy hoạch đang là đất lúa nha. Nhưng mà chủ nhà đã lên clip lên ao hết rồi. Về cô chú chị cứ chăn nuôi thoải mái nha. Mình muốn san lấp thêm thì cũng đơn giản thôi. Khu vực này thì thường thường á vào mùa đông xuân, thì có nghĩa là tầm tháng 2 ha, tầm tháng 2 mình ăn Tết xong rồi á, thì các cánh đồng này á có một số hộ cũng khai thác đất ha, khai thác đất mặt á để hạ đất xuống để dễ canh tác làm ruộng nha cô chú chị. Thì mình mua lại những cái đất mặt đó mình đổ vào những cái ao, ba ao mình chừa lại mình lắp một ao cũng được nha, muốn rộng hơn thì mình làm vậy. Thì những đất đó thì trồng cây rất là tốt luôn nha cô chú chị. Còn đây là em điều chuyển livecam ra ở đường lộ đan nha. Thì từ vị trí đất ra đường lộ đan mé bên ngoài này ha là chỉ có 500 mét nha cô chú chị. Em báo khoảng cách đi rất là chính xác nha.
Đường thì hiện tại xe máy ba gác, xe hơi, nói chung là gọn gọn nhẹ nhẹ là có thể vào được nha. Đó. Hướng phong thủy là hướng chánh bắc nha cô chú chị. Giá bán em xin nhắc lại nha, 1 tỷ 6 thương lượng nha cô chú chị. Nói chung là đất khu vực này á, khu vực Mỹ Thạnh Thủ Thừa cũng tương đối có giá trị nha. Đó. Còn ai mà chọn ngay sản phẩm này mà cần có nhà có nền sẵn nè, có đào ao nuôi cá rồi mình chọn ngay sản phẩm này ok nha. Đó. Thì đất trên sổ là hiển thị là đất lúa nha. Thì vào ngày 1 tháng 8 sắp tới ha, 1 tháng 8 2024 sắp tới thì luật đất đai sẽ có hiệu lực. Thì những vấn đề việc sở hữu những đất nông nghiệp á thì em nghe nguồn tin là sẽ bỏ luôn nha. Cô chú anh chị mua những đất nông nghiệp sẽ không còn xác nhận hộ sản xuất trực tiếp nông nghiệp nữa, mà mình có thể đứng tên bình thường. Nhưng mà em đang đợi những cái thông tin chính xác từ các văn phòng công chứng ha. Thì có những cái thông báo như thế nào em sẽ cố gắng cập nhật càng sớm càng tốt lên kênh để cho cô chú chị quý nhà đầu tư mạnh dạn mua đầu tư sở hữu những cái sản phẩm đất nông nghiệp mà trước kia rất là muốn mua nhưng mà không thể mua được nha. Những cái thủ tục kèm theo rất là rườm rà, và đi xác nhận năn nỉ này nỉ rất các nơi cũng rất là nhiều ha. Nói chung thì đây là một cái tin rất là vui. Và cái vấn đề nữa là người Việt kiều nguồn gốc tại Việt Nam sẽ được đứng tên ha, quyền sử dụng đất và những cái tài sản gắn liền với đất. Thì những cái thông tin đó chính xác như thế nào em sẽ cố gắng cập nhật lên kênh luôn. Thì cô chú anh chị quý đầu tư nào đang theo dõi kênh thì em cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua quan tâm theo dõi nhé, và mua ủng hộ những cái sản phẩm bất động sản được ký gửi trên kênh bên em ha. Trên màn hình cô chú anh chị đây là cái sổ lô đất nha. Lô đất này tọa lạc tại ấp 5 xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Có diện tích là 4.020 mét vuông, đất chuyên trồng lúa nước. Thời hạn sử dụng là 15 tháng 10 2063. Đất này thì được chuyển nhượng, nói chung là được chuyển quyền ha. Cho nên là đất này của cá nhân nha cô chú chị. Thì hết hạn sử dụng thì đến thời hạn đó mình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mình đóng dấu gia hạn thôi, cũng rất là đơn giản ha. Đây là cái bản vẽ thửa đất nha. Mặt tiền là 31,6 m ha. Một cạnh chạy thẳng dây vô là 128,4 m nha cô chú chị. Giá bán chính chủ em xin nhắc lại nha, 1 tỷ 6 nha cô chú chị, giá còn thương lượng nha. Còn đây là em kiểm tra quy hoạch thửa đất nha. Đất này đang là quy hoạch là đất lúa nha. Hiện tại thì em kiểm tra trên bản đồ thì cái tuyến đường này chưa có chỉ tiêu thổ cư. Thì vấn đề lên thổ cư em nghĩ sắp tới nếu cô chú chị muốn lên thổ thì mình đăng ký xin chỉ tiêu trước đi nha. Đó. Thì đăng ký xong khi nào có chỉ tiêu, đường có chỉ tiêu thì mình sẽ lên thôi nha cô chú chị. Đó. Thì em cảm ơn cô chú chị quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video. Và nếu thấy video này hay hữu ích, đừng quên bấm nút like cũng như đăng ký miễn phí để cập nhật những video bán nhà đất mới nhất nha. Và còn bây giờ chúng ta hẹn gặp lại cô chú chị ở những video tiếp theo. Em xin chào tạm biệt tất cả cô chú, anh chị.